Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Trung Đức. Mình là Trương Thu Hà. Mình tên là Nguyễn Ngọc Sơn. Mình là Linh Chi. Tôi là Trung Anh. Có vẻ như mọi người biết mình nhiều hơn với tên là Mai Thỏ. Sở thích của mình là chơi các bộ môn thể thao đường phố và đặc biệt là bộ môn xe đạp BMX. Mẹ yêu thích của mình từ nhỏ. Mình đang là tuổi teen nên mình đang rất thích những bộ phim nói về giới trẻ chúng mình. Tôi rất thích phim hành động vì có những pha đấm đá rất là gay cấn. Với mình thì mình rất thích những bộ phim tình cảm lãng mạn của Hàn Quốc. Những bộ phim đấy có rất nhiều trai xinh gái đẹp nên là mình rất là thích. Mình thì không thích những cái bộ phim tâm lý tình cảm sướt mướt. Sắp tới mình có dự định làm một bộ phim. Cứ xách máy ảnh lên, xách máy quay lên là chúng ta sẽ có được những bộ phim. Nhưng mà có hay hay không thì tôi không dám chắc. Chắc hẳn các bạn còn nhớ đến hiện tượng mà em đi ca nhạc Gangnam Style. Nó đã là một hiện tượng của YouTube. Có thể tôi sẽ bắt đầu một đoạn phim ngắn. Bộ phim sắp tới mình định làm thì sẽ là một bộ phim về thể thao đường phố, nói về chiếc xe đạp BMX của mình. Mình chỉ cần những bộ phim, các phim nhỏ mà do mình tự quay, gia đình mình, bạn bè mình, rồi cả con mèo con nhà mình nữa. Tôi mong muốn được rằng sau này tôi sẽ trở thành một nhà quay phim giỏi. Tôi sẽ đạo diễn và sẽ làm diễn viên chính luôn. Mình nghĩ là trong một bộ phim thì ngoài hình ảnh ra thì âm nhạc cũng rất là quan trọng. Mình muốn tìm một lớp học để đào tạo cho mình trở thành một nhà biên kịch giỏi trong tương lai. Tôi rất muốn theo học những lớp về sản xuất phim để có thể trau dồi thêm kỹ năng cho mình. Về ý tưởng thì mình nghĩ là mình luôn đầy ắp rồi. Còn về kỹ năng thì mình nghĩ Arena Mante Media chính là một sự lựa chọn tốt. Arena Multimedia sẽ là lựa chọn sáng suốt của tôi. Mình sẽ chọn Arena Multimedia. Arena Multimedia sẽ là một lựa chọn tốt cho tôi. Arena Multimedia là lựa chọn tốt nhất của tôi. Hãy đến cuộc hội thảo và để thấy rằng việc làm phim chưa bao giờ dễ dàng hơn như thế trong kỷ nguyên kỹ thuật số này.